Bây giờ là mình không còn thấy vết dạn mông mày của mình nữa và mình rất tự tin. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bích Lộc, mình đến từ Bắc Giang và mình bị giãn mông mạch ở khoảng mũi cách đây đã được 2 năm rồi và mình dùng rất là nhiều các loại kem và sản phẩm để trị giãn mông mạch ở vùng mũi của mình nhưng mà mình thấy không hiệu quả. Qua một thời gian tìm hiểu Ohio thì mình được biết đến để trị giãn mông mạch và mình đã quyết định đến với Ohio và ngày hôm nay đây mình đã có mặt tại Ohio và mình đã sử dụng và mình đã trị giãn mông mạch của mình và mình cảm thấy hiện tại bây giờ là mình không còn thấy vết giãn mông mạch của mình nữa và mình rất tự tin và có thể ra ngoài tiếp xúc đối diện với tất cả mọi người. Mình hôm nay mình đến Ohio để mình điều trị giãn mông mạch ở vùng mặt. Thì trước đây mình có xuất hiện tình trạng này cách đây 2 năm rồi. Nguyên nhân thì là do mình sinh nở xong thì thay đổi nội tiết tố cho nên là mình bị nổi rất nhiều vết đỏ trên má và mũi, rất thiếu tự tin khi trang điểm thì cũng không thể che lấp được những vết đấy. Và mình qua trên mạng tìm hiểu thì mình đến Ohio và mình đã điều trị được, hôm nay là buổi thứ hai. Thì ngay buổi điều trị đầu tiên thì mình đã cảm thấy giảm rõ rệt khoảng 90%. Và hôm nay mình đến mình điều trị buổi thứ hai thì mình cảm thấy là rất là hiệu quả. Và mình xin chia sẻ với mọi người nếu ai có tình trạng như mình thì lên đến Ohio để điều trị.